Xin chào các em, mời các em đọc sách với cô Hạnh và Bambi. Tôi sẽ làm bạn của tôi ngạc nhiên. Tôi sẽ làm bạn của tôi ngạc nhiên. Nhìn. Hi hi hi. Bạn đang làm gì vậy? Tôi sẽ làm bạn của tôi ngạc nhiên. Cô ấy đến. Hù. Ha ha ha. Ha ha ha. Hi hi hi. Hi hi hi. Bạn đã làm tôi ngạc nhiên. Tôi đã làm. Chúng ta hãy làm lại. Được. Tôi có ý này. Chúng ta có thể tạo bất ngờ cho nhau. Đúng rồi. Chúng ta có thể tạo bất ngờ cho nhau bằng tảng đá lớn. Hoan hô. Bạn đi đường này và tôi sẽ đi đường kia. Hi hi hi. 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 Bạn voi ở đâu? Bạn heo ở đâu? Anh ấy không có ở đây. Cô ấy không có ở đây. Bạn của tôi có thể ở đâu? Tôi sẽ nhìn về phía bên kia của tảng đá. Cô ấy không có ở đó. Anh ấy không có ở đó. Ồ không. Có thể. Bạn heo bị lạc và sắp rơi xuống từ một vách đá. Hay có thể một con chim khổng lồ đã vồ lấy bạn heo và bay đi mất cùng với cô ấy. Hay có thể một con quái vật đáng sợ đang cố ăn thịt cô ấy ngay bây giờ. Bạn heo đáng thương. Có thể trưa rồi bạn voi bị đói bụng.
Bạn heo phải được cứu. Trưa rồi, tôi đói bụng. Tôi phải cứu cô ấy. Tôi sẽ ăn trưa. Tôi sẽ cứu bạn. Bạn heo ơi, đến giờ ăn trưa rồi. Đó là một bất ngờ. Một bất ngờ lớn. Bịch. Bịch. Lần sau chúng ta cùng chơi đuổi bắt. Thỏa thuận. Hết rồi. Cảm ơn các em. Tạm biệt và hẹn gặp lại.